Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một bí kíp cực hay để hạ gục rep, sáp và rầy, đặc biệt là mấy loại đã chai lì với thuốc. Nào chúng ta cùng khám phá nhé. Nhiều khi mình cũng phát mệt với mấy con rep, sáp và rầy này đúng không? Vừa phá cây vừa khó trị. May sao, mình đã tìm ra vũ khí bí mật mang tên Tickweb 247. Hiệu kiễn càng, Tickweb 247 đặc biệt ở chỗ nào nhỉ? Sản phẩm này được nghiên cứu kỹ lưỡng, áp dụng công nghệ mới, chuyên trị rep, sáp và rầy lì đòn siêu hiệu quả. Vừa diệt sạch mấy con phá hoại, vừa giúp cây trồng miễn nhiễm luôn, khỏi lỗ bị tấn công lần nữa. Nghe đã thích rồi đúng không? Hơn nữa, Tickweb 247 còn siêu dễ dùng. Mình chỉ cần pha với nước theo hướng dẫn, rồi phun lên cây là xong. Cho một chút thôi là thấy kết quả liền. Một điểm cộng nữa là sản phẩm này rất an toàn cho cả người dùng và môi trường. Là nông dân, chúng ta luôn quan tâm đến điều này mà. Giá cả của Tickweb 247 cũng phải chăng, phù hợp với mọi mô hình trồng trọt luôn. Nếu các bạn cũng đang đau đầu vì rep, sáp và rầy, nhất định phải thử Tickweb 247. Hiệu kiện càng nhé. Dùng là thấy khác biệt liền. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hữu ích, đừng quên thả tim và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Để tìm hiểu thêm thông tin, các bạn truy cập Dorplantaven nha. Chúc các bạn một mùa vụ bội thu.